Kính chào bà con, hôm nay Tân sẽ hướng dẫn bà con tải, cài đặt và đăng ký tài khoản phần mềm Palm 360 trên điện thoại có hệ điều hành Android. Để cài đặt phần mềm này, chúng ta vào mục CH Play. Chúng ta nhấn vào mục CH Play. Sau khi nhấn vào mục CH Play, điện thoại sẽ chạy ra chở ứng dụng GoPlay. Chúng ta nhấn vào GoPlay ở phía trên màn hình và chúng ta gõ từ AGI360. Sau khi gõ từ AGI360, chúng ta nhấn vào mục tìm kiếm. Nó sẽ chạy ra hàng loạt các phần mềm, tuy nhiên chúng ta chỉ chọn cái phần mềm là AGI360 truy xuất nguồn gốc quản lý có cái logo màu xanh. Chúng ta nhấn vào logo này thì nó hiện ra một cái nút cài đặt màu xanh. Chúng ta nhấn vào nút này. Sau khi nhấn vào nút cài đặt màu xanh thì phần mềm sẽ được tải về điện thoại. Sau đó quá trình cài đặt sẽ được diễn ra. Phần mềm này có tên là AGI360 truy xuất nguồn gốc quản lý chuỗi sản xuất. Trên màn hình bà con mình có thể thấy phần mềm đang được cài đặt. Quá trình cài đặt phần mềm này có thể diễn ra trong vài phút. Phần mềm của chúng ta được cài đặt xong và nó hiện ra một cái nút mở màu xanh. Chúng ta nhấn vào cái nút mở này. Sau khi nhấn vào nút mở, sẽ hiện trên giao diện điện thoại của chúng ta là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc có rất nhiều logo ở phía dưới. Tuy nhiên chúng ta chỉ chọn một logo có tên là Palm 360. Sau khi nhấn vào logo Palm 360, nó sẽ hiện ra một cái giao diện là chúng ta đăng nhập số điện thoại và mật khẩu. Đối với bà con mình chưa có tài khoản, để đăng nhập vào phần mềm này chúng ta cần đăng ký tài khoản. Chúng ta nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới bên phải của màn hình. Chúng ta nhấn vào. Trên màn hình có yêu cầu chúng ta là nhấn vào thêm ảnh. Chúng ta nhấn vào thêm ảnh. Và điện thoại có báo là có cho phép là truy cập vào ảnh phương tiện và tệp trên điện thoại của bạn hay không. Thì chúng ta nhấn vào cái mục cho phép. Thì quá trình load ảnh sẽ được diễn ra. Chúng ta chọn một cái hình ảnh mà chúng ta thấy phù hợp với cái loại tài khoản. Ví dụ chúng ta chọn một cái hình ảnh là cái chúng ta sản xuất mảng cầu, thì chúng ta chọn cái hình ảnh là mảng cầu, hoặc là có thể chúng ta đưa cái hình ảnh cá nhân của chúng ta cũng được. Chúng ta nhấn vào chọn một cái hình ảnh chúng ta thấy phù hợp. Ở đây là chúng ta chọn cái hình mảng cầu là ví dụ. Chúng ta sau khi chọn hình ảnh, chúng ta nhấn vào nút Done. Rồi sau đó thì chúng ta điền họ tên của chúng ta. Ví dụ tên của bà con là Võ Xuân Tiến, mình điền tên vô. Điền số điện thoại của bà con, ví dụ đây là số điện thoại là 09031 99
5, 6, 7. Và sau khi điền số điện thoại thì bà con mình điền địa chỉ. Ví dụ địa chỉ là khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh. Hậu Giang. Sau khi điền địa chỉ xong thì bà con mình chọn cái loại tài khoản, nhấn vào cái chọn tài khoản. Trên đây thì có rất nhiều tài khoản, tuy nhiên thì đối với bà con mình sản xuất thì có thể bà con mình chọn cái loại tài khoản là nông trại, còn đối với tổ hợp tác xã hoặc là câu lạc bộ thì bà con có thể là chọn là cái tài khoản là quản lý vùng nguyên liệu. Đối với cá thể thì bà con nên chọn cái tài khoản là nông trại, chúng ta nhấn vào chọn cái tài khoản nông trại. Và sau đó thì tiếp tục chúng ta chọn cái đối tượng sản xuất, chúng ta nhấn vào nút chọn. Ví dụ bà con mình sản xuất là mãng cầu, chúng ta đánh từ mãng cầu thì nó sẽ hiện ra ở đây là có cái mãng cầu sim Hậu Giang. Ví dụ chúng ta nhấn vào chọn là mãng cầu sim Hậu Giang. Sau khi nhấn vào chọn thì chúng ta nhấn dấu chấm phía trên. Và phần phía dưới là chúng ta đăng ký cái mật khẩu. Nhớ rằng là chúng ta đăng ký mật khẩu thì chúng ta nhấn cái tài mật khẩu này phải chúng ta phải nhớ để sau này chúng ta còn đăng nhập vào cái tài khoản. Ví dụ mật khẩu của chúng ta là từ 1 tới 7. 1 2 3 4 5 6 7. Và chúng ta nhập lần 2. Nhớ rằng là mật khẩu này chúng ta nhập lần 2 cũng giống như cái lần đầu phía trên. 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi chúng ta nhập mật khẩu hai lần giống nhau thì chúng ta nhấn vào cái mục đăng ký. Và trên màn hình của chúng ta báo là đăng ký thành công. Như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công. Chúng ta nhấn vào nút OK. Sau khi chúng ta đăng ký tài khoản xong rồi thì chúng ta nhập vào cái tài khoản của mình. Chúng ta nhập số điện thoại của chúng ta. Ví dụ ta số điện thoại lúc nãy chúng ta đăng ký là 0903199567. Mật khẩu là từ 1 tới 7. 1 2 3 4 5 6 7. Và chúng ta nhấn vào đăng nhập. Như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản xong và chúng ta đăng nhập vào được phần mềm. Thì trên cái phần mềm có hiện ra cái giao diện đầu tiên, đó là cái họ tên tài khoản chúng ta, rồi có cái nhật ký điện tử để dùng để ghi chép cái công việc của bà con hàng ngày, và ở phía dưới thì có các cái nhật ký của các cái cá nhân khác mà có cái tài khoản trên phần mềm này bà con có thể xem. Chúng ta kéo phía dưới. Tuy nhiên thì sau khi bà con mình đăng ký tài khoản xong thì cái thông tin tài khoản của mình nó chưa có đầy đủ. Do đó để thông tin tài khoản đầy đủ thì chúng ta nhấn vào cái nút thêm ở phía dưới bên phải của màn hình. Có cái hình người, chúng ta nhấn vào nút thêm. Sau khi nhấn vào nút thêm thì nó có hiện các cái thông tin trên cái giao diện của điện thoại. Thì chúng ta nhấn vào cái thông tin cá nhân, cái mục là thông tin cá nhân. Sau khi nhấn vào một thông tin cá nhân thì nó hiện ra một số thông tin cơ bản của tài khoản của chúng ta mà lúc nãy chúng ta đã đăng ký. Thì để bổ sung thêm thông tin cho tài khoản chúng ta thì chúng ta nhấn vào cây viết ở phía trên góc phải của màn hình. Chúng ta nhấn vào cây viết. Thì trong đây thì nó có một số cái nội dung trống mà chúng ta chưa điền thông tin. Ví dụ đây là email thì chúng ta cần điền thông tin. Ví dụ email của chúng ta là v x tiến
a@gmail.com. Đối với bà con mình có email thì bà con mình điền vào, còn nếu không có thì chúng ta để trống cũng không sao. Rồi chúng ta điền mã số thuế hoặc là số giấy chứng minh nhân dân nếu có. Ở đây thì chúng ta còn thiếu cái đơn vị trực thuộc, thì chúng ta bổ sung vô. Ví dụ ở đây trực thuộc chúng ta chọn trực thuộc là trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh. Chúng ta nhấn vào cái mục thì chúng ta đánh vào trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh. Chúng ta đánh vào từ Vị Thanh thì nó cũng sẽ hiện ra. Chúng ta chọn vào trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh. Như vậy là chúng ta trực thuộc là trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh. Và trong sản xuất thì chúng ta có cái thông tin của người mua hay không? Nếu có thì chúng ta cũng bấm chọn. Và đơn vị bao tiêu và tư vấn kỹ thuật. Tư vấn kỹ thuật là ai? Ai hướng tư vấn kỹ thuật cho bà con? Ví dụ tư vấn kỹ thuật là Võ Xuân Tân. Thì bà con mình đánh Võ Xuân Tân, đánh từ Võ. Đây, nó sẽ hiện tên ra. Giờ chúng ta chọn vào Võ Xuân Tân là cái người tư vấn kỹ thuật, chúng ta chọn vào. Rồi quy mô sản xuất của bà con. Ví dụ quy mô của bà con là 1 hectare. 1 hectare là mẫn cầu sim. Thời gian trồng, ví dụ là bắt đầu từ 2015. Rồi phương cơ thức canh tác, ví dụ chúng ta để là chuyên canh mãng cầu sim. Rồi sản lượng dự kiến, ví dụ trên đây chúng ta trồng 1 hecta thì một năm chúng ta là thu hoạch khoảng là 20 tấn, 20 tấn trên một năm, tấn mãng cầu. Rồi giấy chứng nhận, ví dụ giấy chứng nhận bà con có chứng nhận việt gáp, lô minh gáp, thì nếu có thì chúng ta nhấn vào, chúng ta chọn. Rồi vật tư sử dụng nhân dân. Rồi cuối cùng là cái phần thông tin chung, thì bà con ví dụ là ghi là cái hộ sản xuất cá thể mãng cầu. Thuộc hợp tác xã. Ví dụ chúng ta thuộc cái hợp tác xã hay tổ chức nông dân nào đó thì chúng ta ghi vào. Hợp tác xã Vị Thanh đi, ví dụ vậy. Thì đây chỉ là một số cái ví dụ thôi. Thì chúng ta điền thêm các thông tin để cho cái tài khoản của chúng ta được đầy đủ hơn. Thì sau khi chúng ta điền vào thì chúng ta nhấn vào cái nút cập nhật ở phía dưới. Và nó báo là cập nhật thành công. Chúng ta nhấn vào nút OK. Thì như vậy là tài khoản của chúng ta đã đầy đủ hơn so với lúc ban đầu chúng ta mới đăng ký tài khoản. Thì vừa rồi thì Tân có giới thiệu cho bà con cái cách đăng ký tải phần mềm đăng ký tài khoản cũng như là cập nhật thông tin đối với tài khoản trên phần mềm Farm 360. Thì chúc bà con dồi dào sức khỏe, được mùa bội thu, trúng mùa trúng giá.
Xin chào bà con và hẹn gặp lại.